Các bạn chờ xíu mình nghe máy cái nha. Rồi Messi gọi không biết có chuyện gì đây. Để mình bấm trả lời cái. Hello. How are you? Cần gì anh bạn? À có cái máy nó bị màn hình hello. Nhờ ba bát đúng không? Ba bát có sim hay là không sim? Làm luôn sim đi, bây giờ nó rẻ rồi. Ok mình ba bát full sim nha. Alo, xin chào các bạn. Này là một cái máy nó bị màn hình hello nè. Khóa kết hoạt cho chủ sở hữu. Ví dụ mình muốn ba bát full sim á, hoạt động đầy đủ chức năng á, thì giờ mình ghim vô máy tính coi từ nó máy gì, iOS tình trạng ra sao, mình kiểm tra mình ba bát nha. Máy này 6S lút, iOS khá là cao. Số may số series đầy đủ. Khi các bạn gặp những cái máy mà tình trạng không thể kích hoạt, số may hoặc là cái bát band nó bị mất á các bạn, mình order series á, mình không có ba bát được nha. Các bạn để ý giúp mình ha. Quá chuẩn luôn. Đầu tiên mình lấy một cái sim bình thường, mình thử coi thử cái máy này nó còn nhận sim có sóng không. Mình tiến hành mình bypass. Máy lock hiện tại nó chưa bypass full sim được nha các bạn. Ví dụ như cái máy này nè, mình bỏ cái sim bình thường vô, nó đã nhận sim có sóng đầy đủ. Giờ mình tiến hành mình bypass cho nó. Hiện tại bypass hello mà full sim á, tool khá là nhiều ha. Mình chia sẻ trên kênh thì các bạn thấy tool nào hợp lý thì các bạn làm thôi. Hôm nay mình chạy lại cái tool iBypass Air Pro nè các bạn. Mở cái tool lên á, thì đầu tiên nó kêu mình đưa cái máy vô chế độ recovery. Rồi các bạn cứ bấm vô Enter Recovery là cái máy mình đã sẽ vô chế độ Recovery ha, là chế độ cắp đĩa nè. Thứ hai là mình bấm Boot Device trên cái tool á. Các bạn nhớ kiểm tra driver đầy đủ giúp mình nha. Mình chạy cho nó lẹ ha. Giờ mình bấm Boot Device nè. Rồi cái tool nó hướng dẫn mình đưa vô chế độ DPU. Rồi các bạn những cái máy mà phím home mềm á, mình cứ nguồn với lại phím home. Các bạn bấm nhịp nhẹ hợp lý theo cái tool nó hướng dẫn nè. Bấm Start giữ nguồn Home. Rồi các bạn chờ cái dòng số 3 á, nó đếm ngược từ 10 giây trở về không. Các bạn bu phím nguồn giữ phím Home. Một lúc là nó sẽ vô chế độ Recover. Xin lỗi các bạn, nó sẽ vô chế độ DPU thôi ha. Các bạn làm không được thì các bạn làm lại, không có vấn đề gì hết. Lúc này là cái tool nó đang cài những cái driver, những cái phần mềm gì cần thiết á, thì các bạn chỉ cần đợi thôi. Cái này là nó báo mình chờ 45 giây. Nó đang boot những cái giai đoạn gì đó. Nó nói 45 giây kệ nó các bạn. Các bạn để ý khi mà cái máy mình boot lên nè, tiến hành nó chạy những cái lệnh bong OS á, là nó direct cái máy của mình. Rồi cái máy mình sẽ boot lên. Là cái bước số 1 là thành công rồi các bạn. Cái này tùy theo máy tính ha. Máy tính các bạn nhanh thì cái tool tự động nó chết support cho mình luôn nha. Còn máy tính của mình làm nói chung là khá là nhiều tool đó, nó cũng không có được nhanh cho lắm. Bây giờ các bạn đợi cho cái máy tính nó nhận lại cái điện thoại của mình. A few moments later. Rồi các bạn bắt đầu là cái máy tính cái tool nó bao tool nó nhận cái điện thoại nè. Các bạn nhớ kiểm tra driver đầy đủ ha. Thì lúc này cái tool nó bị đơ, bước này kệ nó các bạn, không quan trọng đâu. Giờ mình tắt cái tool đi. Mình tiến hành mình mở lại cái tool. Để bước số 2 là mình kiểm tra coi thử là cái tool nó kiểm tra cái máy mình đó, nó có hỗ trợ ba bát full sim hay không ha. Thì các bạn nhớ nha, các bạn phải làm cái bước số 2 này, là để cho cái tool nó kiểm tra. Nó kiểm tra mà giống như là hiện cái dòng chữ chúc mừng gì đó các bạn, là mình ba bát được nha. Các bạn đừng có order số series sớm quá ha. Ví dụ như nè, các bạn thấy không, nó báo là chúc mừng máy của bạn đã hỗ trợ nè. Thì khi này thì các bạn mới copy cái số series các bạn order nha. Các bạn mà order sớm quá nó bị lỗi ha. Rồi giờ các bạn copy số series, các bạn gửi cho mình. Rồi mình đăng ký giúp các bạn. Cái này đăng ký cũng khá là nhanh các bạn ơi. Sau khi mà mình đăng ký cái số series thành công á, thì các bạn trở lại cái tool. Rồi các bạn đợi cho cái tool nó refresh, nó nhận diện cái máy của mình, là cái ô mà active device trên tool đó nó sẽ sáng đèn ha. Các bạn cứ bấm vô thôi, nó kích hoạt khá là nhanh nha. Các bạn vừa bấm vô là nó đã báo là successful nè. Như vậy thôi, rồi cái máy mình nó sẽ boot lên, kiểm tra sóng sánh đầy đủ, test nghe gọi chụp hình. Rồi các bạn nhập tài khoản Apple hay là iCloud gì đó các bạn xài ha.
rồi để tiến hành mình gọi lại anh Messi này, mình giao cái máy cho anh. Không biết anh sửa cái máy này giúp ai ha. Rồi cảm ơn nha anh trai. Rồi lúc này thì các bạn cứ thử nghe gọi hay là test máy gì đó tùy các bạn nha. Với lại cái tool này nó tự động dạng như là xóa chặn cái xóa dòng 2 luôn các bạn. Ví dụ các bạn lỡ bấm xóa dữ liệu hay là xóa khôi phục cài đặt gốc trên cái iPhone này là nó vẫn là không có bị nhảy lại màn hình hello nha. Trừ khi các bạn restore trên máy tính á, thì nó sẽ bị dính lại. Rồi các bạn mở tool, các bạn active lại bình thường thôi. Oh my God. Rồi các bạn xem video cập tới hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.